Ok, sư chào toàn thể quý anh chị em đến buổi quay video mình hôm nay nhé. Hôm nay thì mình sẽ lên cho anh chị em xem một chiếc xe rất là xịn luôn, đó là Hyundai Tucson 2016 bản đặc biệt màu đen nhé, rất là đẹp luôn nhé. Đây là ngoại thất của chiếc xe nhé, anh chị em tham khảo nhé. Ok, tiếp đến là mình sẽ cho anh em xem về nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là về phần cốp này, cốp mở tự động nhé các bác nhé. Đấy, chìa khóa đây, bấm phát lên luôn. Đây là về cốp sau của xe, rất là rộng rãi thoải mái này. Đó, đây là về cốp sau nhá. Ok, thì cùng mình tìm hiểu về nội thất của chiếc xe nhá, từ hàng ghế sau nhá các bác. Đấy, ghế đây là hàng ghế sau này, ghế được trang bị nội thất da màu bạc, khá là đẹp luôn. Đấy, hàng ghế cho người ngồi thứ năm rất là rộng rãi và thoải mái nhá. Đây là bệ thì tay cũng như là giá để cốc này nha các bác nhá. Đấy, hàng ghế cho người ngồi thứ năm cũng rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Nội thất da màu bạc nha các bác nhá. Đã được chủ cũ là dán thêm giả gỗ và đây là vân giả gỗ ở đây nhá. Tiếp đến là về phần khoang ghế lái nhá. Đây về khoang ghế lái này mọi người thấy chưa? Xe rất là xịn và đẹp luôn. Ghế rất là căng, hầu như là chủ cũ thì rất là ít luôn. Đây đã được ốp giả gỗ khá là nhiều vị trí luôn nhá. Đây là về nội thất trong xe này. Đó, Hyundai Tucson 2016 bản đặc biệt 2.0, xe rất là đẹp luôn, màu đen. Đấy, những nút tích hợp cũng như là option, cũng như toàn bộ những chức năng trên xe. Đấy, đây nha các bác nhá. Hệ thống cruise control cũng như là đàm thoại rảnh tay đã được thiết bị hết ở trên toàn bộ vô lăng rồi. Đấy, đèn cũng như là cần ngắm mưa các kiểu hầu như là xe nào cũng có đấy. Đấy, của hệ thống cruise control này, đàm thoại rảnh tay này, cũng như là tất cả những option và chức năng trên xe rất là dễ sử dụng nhá. Mọi người có thể đến trực tiếp showroom để biết thêm chi tiết hơn về chiếc xe này nhá. Ok, thì đấy là về nội thất và ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson 2016 bản đặc biệt em muốn giới thiệu đến cho quý anh chị em. Anh chị em nào mà thiện chí có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0974188693 hoặc đến trực tiếp địa chỉ showroom ở số 26 đường Cầu Diễn, trụ cầu 139 Bắc Từ Liêm, Hà Nội để trải nghiệm, để biết thêm chi tiết hơn về chiếc xe này anh chị em nhé. Ok, thì số điện thoại cũng như địa chỉ em sẽ để ở cuối clip cho mọi người tham khảo, để anh chị em nào quan tâm có thể bình luận trực tiếp ở dưới và báo giá nha. Đây, chiếc này hiện tại em chào giá rất là mềm thôi, đó là 745 triệu mà vẫn có thương lượng nhá. Đấy, và hỗ trợ trả góp 70% giá trị của xe. Anh chị em là chỉ cần trả góp ấy thì chỉ cần trả trước 30% là có xe về rồi. Đó, anh chị em cứ gọi là quan tâm đến thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom nhá bên em nhá. Em sẽ để ở cuối clip cho mọi người tham khảo. Lời cuối cùng thì em xin chúc mọi người có một ngày mới, một buổi chiều thật là vui vẻ. Hẹn gặp mọi người trong những clip lần sau. Mọi người có thể cho em xin một lượt like, một lượt subscribe để em có động lực hơn làm cho mọi người nhiều dòng xe mới về bên em, để cho mọi người tìm được một chiếc xe hợp lý hợp ví nhất ạ. Em xin chân thành cảm ơn và chào toàn thể quý anh chị em. Hẹn gặp mọi người trong clip lần sau nhé.